một tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc bị gặp trục trặc và rơi trên đất liền trong một cuộc tập trận bắn đạn thật với Mỹ hôm 4 tháng 10. Tiếng nổ lớn và đám cháy sau đó đã khiến cư dân ở thành phố ven biển Gangneung hoảng sợ, lo bị Triều Tiên tấn công. Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc hôm 5 tháng 10 cho biết không có ai bị thương trong vụ nổ. Quân đội nước này đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây sự cố. Cuộc diễn tập bắn đạn thật Hàn Mỹ diễn ra vài giờ sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo bay ngang qua Nhật Bản. Vụ phóng hôm qua đánh dấu số lần phóng tên lửa nhiều kỷ lục trong năm của Triều Tiên, trong bối cảnh nước này nỗ lực phát triển kho vũ khí hạt nhân hoàn chỉnh có thể đe dọa Mỹ và các đồng minh. Bộ Tham mưu Liên quân cho biết, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắn thành công 4 tên lửa của hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân trong cuộc tập trận nhằm thể hiện năng lực tấn công chính xác. Cũng trong ngày 4 tháng 10, Hàn Quốc và Mỹ đã cho chiến đấu cơ phóng tên lửa vào một mục tiêu ngoài khơi bờ biển phía Tây Hàn Quốc để phô trương sức mạnh.